Đây các bà đang gợt nè. Ủa, cái này mình phải nấu. Sao? Rồi nó kia uống đi. Uống hết đi rồi đi mo chơi. À, bà nói nè hả? Uống hết chưa Nicky? Rồi Nicky uống hết chưa nè? Xanh sản phẩm an toàn thành phố Hà Nội 2023 cả nhà. Đạp xưởng. Để bán rút. À, chanh dây. Chanh dây này chanh dây ngọt. Đây là chả mực. Đây là miếng cái kia đi theo ba kìa. Đây là bán hạt. Con làm thấy bẩn thế nào này, bẩn thế nào này. Chỗ đó làm gì cả? À, con tầm hả? Đây con tầm á. Con này con gì nữa chị? Sâu. Sâu. Đây là con tầm. Tầm. Đây là con tầm. Kìa, bên kia là đang chăm quay tơ nè. Quay tơ rồi nè. Nè, dệt áo đi nè. Đây là con gì Nicky biết không? Đây là con tầm đó con. Nicky sờ thử con tầm đi. Bên đây là đang dệt tơ tầm. Đang dệt tơ rồi. Đây là những cái sản phẩm dệt từ tơ tầm. Cái máy này dệt ra những cái sản phẩm này, đang dệt cái khăn. Đây, sản phẩm từ tơ tầm này cả nhà. Nicky sờ thử không con? Nicky sờ thử đi. Warm nè.
quên này, con sờ thử đây nè. Đó. Làm gì mà nó không lạnh nè. Không biết. Nè, nè mẹ sờ này đó, mẹ sờ nè. Anh nó kêu muốn sờ. Đó, kêu kêu kêu. Đây, kêu 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 kêu. Nè, nó kêu sờ thử đi. Ok không con? Ờ. Nó đấy. Đây, đây các bà đang gợt nè. Ủa, cái này mình phải nấu lên hả bà? Mình lấy cái này mình nấu lên mình mới gợt đi. Cái kén này mình nấu lên hết cho là sẽ giúp. Cái này luôn. Sao mất rồi nè. Nấu sôi, nấu sôi lên là cái tơi đó các bà sẽ dệt cái tơi đó ra hết rồi sẽ hết tơi rồi sẽ ra con nhộng cả nhà. Đây. Đây con nhộng đây nè. Chào con đứng lên này. Quy tụ luôn kìa. À phải nấu cái này phải nấu lên đây nha. Phải nấu rồi. Cái sợi nhuyễn ra đi. Cái vừa nấu nó ra quay màu trang. Ở đây nó còn cái nó giống cái đây là cái kén. Ồ. Này cứng nè cả nhà. À, nó kia đâu có sợ đâu. À. Anh đẹp trai á, anh nhuộm tóc đẹp trai á. Uống luôn à, anh uống tóc. Chiêu chưa? Nó kì chạy. Nó kì chạy à. Cái đó cái phải nấu xong mà. Nấu cái nó ra cái sợi mới quay lên. Nấu à, nó mới sôi, nó mới nó bung cái tơ ra. Ừ, nhà sao cái chằm nhà mình sắp hết rồi, nãy không mua. Đi ngang nãy chỗ bán chằm á, sen đá. Đến đây quét mã được mà. Em đi dắt nó kia đi, em đi toàn quét mã không à. Nó kia con Lân nè, nó kia ơi. Con Lân nè. Wow, mua Lân. Nhà giàu ra đây chơi. Nè đó, ông thần tài nè. À, nó kia lại khỏi chống mà múa lân nè. Nó kia có múa lân à. Nó kia lại quấn trống nè. Đó khỏi đây. Đi vô trong coi nè.
ơi, đằng xa kia có cây thông. Cây thông Noel này nó kia. Đó, thông Noel đằng kia kìa. Được đây muốn mua. Con mua một cái. Anh ơi, có mua cái đê lót đây không? Đi 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 lại coi cái thông kìa. À, sắp tới Noel này đó. À, cái này là Di Phật ạ. Rồi rồi, nó kia lại cái thông à. Đi tiếp hả? Rồi đi tiếp. Ba đằng sau kìa. Rồi nó kia đi đi. Nó kia đi đi, mẹ đi phía sau nó kia nè. Đi tiếp à. Nó kia đi lại cái thông. À đằng kia còn nữa kìa, còn một dải đằng kia nữa kìa. Đi, đi đi. Let's go. Đi tiếp, đi tiếp. Có thử mà ông rừng không kìa. Cho em bé thử đi, em lại trang bị bỏ lần. Để thử kìa. Thử gì, chứ gì đâu thử. Cái này là khăn. Cái này nhà em là sản phẩm xuất khẩu rồi. Đây từ rừng nào? Nhà em là có dòng này thôi. Từ rừng nào chị? Cái này của bên em là từ Tam Đảo ạ. À. Rừng thì giống rừng là thuộc từ gió Tây Bắc. Từ Tam Đảo. À con uống hả? Nóng không? Nóng không? Không không ạ. À con thổi nha. Con thổi nha. Uống ấm một chút. Sống với chú có khoảng 15 gói. Nó uống của Nicky nè. Nó rơi vào khoảng là 7.000 một gói thôi. Của Nicky nè, uống. Chẳng nó cài quá nó không uống. Mà ông rừng thì nó rơi vào 7.000 một gói. Cái này nó ra quán cà phê nó rơi vào khoảng 2.000. Honey Bee nè. Nicky à, Nicky thích ha. Honey Bee nè. Đó, con thích cái nào? Mua mật ong á, mua mật ong với kia uống. Nè. Cái mật nguyên chất thì nhà nào cũng có. Và cái dòng mà sản phẩm kết hợp sẵn như thế này thì rất là tiện sử dụng, thì chỉ có mình công ty nhà cháu có thôi. Mật ong này là mật ong nhãn nè. Nhãn. Đây có sữa chúa. Cái này có sữa ong chúa. Cái này là mật ong hoa rừng. Cái này bao nhiêu tiền? Cái này là 192.000 ạ. Cái này là 121.000 thì bọn em lấy 120. Cái này 129. Chị lấy sữa chúa này đấy. Bởi vì là trong tất cả các dòng mà long sữa chúa anh chị có thể tìm ở siêu thị nhà em nhiều nhất. Này trong siêu thị có. Trong siêu thị nhà em có trong khu mắc ạ. Nhưng mà nó chai nó sẽ nhỏ. Chai bóp. Chai to như vậy, mua chai to thì rẻ hơn. Chai nhỏ là bao tiền? Chai nhỏ là 65.000 ạ. Anh mua chai to luôn hả? Mua chai to bỏ nhà đi. Chai to này dùng thích hơn. Nói thì thôi những chai này. Cái này để tủ nó có bị đông không? Mật ong thì đừng để lại chứ. Để mua honey bee cho Nicky nha. Rồi quét mã. Bye bye cô đi Nicky. Đi. Có sâu hả? À, mình phải đi thẳng tiếp nữa rồi hồi mình quay lại con sau ở đằng kia nó kia. Đi tiếp nè, đi lại đây hồi quay lại con sau tiếp nha. Bye bye.
chú à. Bà cứ lấy đủ đi. Chú có phải được sáng không? Đấy. Đấy. Đây bán Chanel, ô na sầu riêng. Na sầu riêng, cái na to này. Cái na sầu riêng. Chanh leo ngọt, chanh leo thơm ổi, leo hết, sushi baby này này kia, sushi baby, đồ để ngâm rượu, đó đi đi coi con sâu đúng không? Ok. Cả cá thái lát, gạo muối, rồi đi coi con sâu đúng không? Rồi được nè. À ba vẫn còn mua đồ kìa, bạn coi ba mua gì nữa nè. Mua gì nữa anh? Cái đây là cái gì? Phấn hoa. Phấn hoa. Cho nó ăn biết cho nó lớn. Em mẹ con này nhớ có thể được à? Đốt ăn được rồi, đây nè đây. Mẹ đốt cho ăn. Ngon không? Kẹo hả? Ngon không? Ok không? Đặc sản Ba Vì. Đây bán gì đây đi, lại đây coi đây bán gì nè mấy kia. Đây là bánh sữa, mấy kia ăn bánh sữa không? Nem nấm. Đây là nem nấm. Hello. Hello. Đang quay tao, mày thấy cái đồ quay tao chứ nào. Mấy kia ơi. À con sâu rồi, con vô con coi sâu đi. Cái này nè. Đây sâu đây nè. Nè sâu nó ăn nè. Sâu nó ăn đó. Sâu ăn hả? Sâu ơi, sâu ơi, sâu ăn hả? Đi khi sờ sâu ơi nè, sâu đang ăn lá dâu tầm á. Không. Không, tại sao? So cute. Ừ, so cute hả? So cute. So cute. Sao sao kêu à? Rồi có đi vô trong kêu cho đi con. À đi Phan qua đây để mẹ mua cái này cái. Coi sâu nữa hả? Phan đi lại đây mẹ mua đi lại mua cái gầm trầm hương cái rồi mình lại coi con sâu nữa. Đi lại đây mua trầm này nó cái gì? Coi sâu ạ. Rồi đi lại coi sâu.
nhiều người cứ bảo là hay là cái túi, nhưng mà cái túi này là mới đi đây này. Kì đi qua đây cái thì con. Đi lại đây nè. Ở về anh để trong phòng. Hôm nay ở ngoài trời nó khô, nó gió, nó rét. Trước khi về anh vứt vào trong cái phòng ngủ, trong đấy nó âm thì nó tỏa ánh dầu này. Anh ra mở thôi, trong cửa nó quanh quẩn trong phòng ngủ, đủ quần áo, đủ nhà tắm. Anh ơi, tí mình chuyển sang quán này nào. Đây là công tượng rồi, đầu tư em mới trẻ. Chị à, đây là tiệm của người ta chia nhau à. Đây là gỗ gì anh? Ngọc Am à. Ngọc Am à. Gỗ này chỉ có là đang có, không có tỉnh nào có. Chia. Chia. Bao tiền một gói? 20.000 một gói, 50.000 ba gói. Về chị để đủ quần áo, đủ giày dép. Thế trong cái lượng giường nhà mình nó tỏa khắp phòng nó thơm. bao lâu rồi nó bị hết mùi? Nó được 7-8 tháng, nhưng với một điều kiện là dùng 15-20 ngày lại dấp nước một lần. Cầm gói này nhúng xuống nước xong nhấc lên. Bởi vì lý do nhúng nước là tạo độ ẩm. Khi có độ ẩm cao, cái gỗ này nó càng xả dầu càng thơm nhiều. Tức là dùng một thời gian nó bị khô mà. Thì dấp nước tạo độ ẩm. Và có nhiều ông ấy, em bán bảo ông ơi, ông về ông để đầu giường là nó tỏa khắp phòng nó thơm, rồi ông bảo tao để ngay cái gối đầu cho nó thơm. Cái này người ta nghiền để làm gối rồi bác, nó tính đầu nó tốt mà. Cho em bác ạ. Cái túi này nó lạnh, nó mưa dính vào nhau, bắt lại em đi. Còn cái nụ này là nụ gì? Nó là nụ bách xanh, nó thơm hơn trộm vậy, nó là bồn hố, thì ông trộm này em vào. Mẹ mẹ ơi! Xin mời anh thầy Hoàng chào thầy Việt Nam xuất khẩu. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Có đi vô trong không hay là đi ngoài thôi nữa kìa? À sao? Lại đây coi coi kìa, giả chả mực kìa, lại coi giả chả mực kìa nữa kìa. Kìa nhìn chú giả chả mực kìa. Cái cối to. Khô heo cháy tỏi, gà lá chanh. Cái bò rang. Cá mắm này nè, mắm xá sùng. Chỉ mọi lựa một cái thôi, Santa phải không? Chịu không Santa này à? Santa. Đây nè con, ông này nè. Ông này bự hơn à. Wow. Ờ, hai Santa, con thích Santa nào? Con kia thích Santa nào? Này. Ở này rồi, ok, đi ra tính tiền. Ok, rồi con đem lại tính tiền đi. Rồi để lên tính tiền kìa. Cảm ơn cả nhà đã xem video này của mẹ con nhà Nicky. Nếu yêu thích hãy cho mẹ con nhà Nicky một like, subscribe và đăng ký kênh. Cảm ơn cả nhà nhiều.
Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye. Bye bye bà chú. Bye bye bà chú.